Vì vậy, này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa phó trúc cho ông. Ông nên nghiêm chỉnh thọ trì chỉ đọc tụng thông suốt chứ để quên mất. Khánh Hỷ nên biết, trừ kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thọ trì các pháp khác mà ta đã dạy, thì dù có quên mất thì tội ấy còn nhỏ nhưng nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng khéo thọ trì cho đến quên một câu thì tội ấy rất lớn khánh hỷ nên biết nếu đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đến có thể thọ trì một câu chẳng quên mất thì được vô lượng phước còn nếu người đối với kinh này chẳng khéo thọ trì cho đến một câu cũng quên mất thì bị trọng tội đồng với lượng phước nói trước vì vậy, này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phó chúc cho ông, ông nên nghiêm chỉnh thọ trì chỉ đọc tụng thông suốt như lý tư duy, vì người rộng nói phân biệt khai thị, khiến người thọ trì rốt giáo hiểu rõ văn nghĩa ý thú. Hết quyển thứ 346.